Sáng ngày 22 tháng 4, xã Bình Sơn đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa xóm Tiền Tiến. Đây là nhà văn hóa có diện tích sử dụng và khuôn viên rộng nhất trên địa bàn thành phố Sông Công tính đến thời điểm hiện tại. Nhà văn hóa xóm Tiền Tiến được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2020, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích hơn 1.000 m2, trong đó diện tích sử dụng gần 300 m2, tổng kinh phí xây dựng là trên 2,2 tỷ đồng, do thành phố Mua Kiêng, Hàn Quốc và Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới tài trợ 100% kinh phí. Công trình gồm các hạng mục, hội trường, khu vực tiền sảnh, văn phòng làm việc của hợp tác xã, phần mái được lắp hệ thống pin năng lượng mặt trời, phục vụ chiếu sáng nhà văn hóa và các tuyến đường trục chính của xóm. Xóm Tiền Tiến hiện có 96 hộ, trong đó có trên 80% số hộ sản xuất nông nghiệp. Số hộ còn lại đi làm tại các công ty, nhà máy xí nghiệp trên địa bàn. Được xây dựng nhà văn hóa mới này thì xóm tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Cũng là cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cấp, các ngành. Đây là Quỹ Toàn cầu hóa đã xây dựng cho xóm tôi một cái nhà văn hóa rất là khang trang, đầy đủ tiện nghi. Tới đây thì xóm tôi cố gắng hết sức để trở thành làng du lịch cộng đồng. Nhà văn hóa xóm Tiền Tiến được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Sông Công và thành phố Mô Kỳ Ân, góp phần giúp người dân địa phương có nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần.